Chào mừng các bạn đến với dịch vụ ký túc xá của trường Đại học FPT. Nằm trong khuôn viên trường Đại học FPT, ký túc xá gồm có 8 tòa nhà, trong đó dành riêng cho sinh viên khối đại học gồm các dorm A, B, C, D, F, H. Mỗi phòng ký túc xá được trang bị tối đa 6 giường cho tối đa 6 sinh viên với đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt cùng với hệ thống phòng cháy chữa cháy và camera giám sát an ninh. Đối với sinh viên đăng ký sử dụng ký túc xá lần đầu, các bạn vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau. Bước 1. Đăng nhập. Các bạn vui lòng truy cập hệ thống đặt phòng ký túc xá online của trường Đại học FPT qua website ocd.fpt.edu.vn. Nhấn vào Login. Tiếp theo, bạn sẽ tiến hành lựa chọn đăng nhập bằng FAID. Tại đây, bạn sẽ ưu tiên đăng nhập SSO bằng cách nếu email bạn sử dụng đăng ký FAID có đuôi là a@gmail.com, bạn sẽ lựa chọn đăng nhập tại đây. Nếu email bạn sử dụng đuôi a@outlook.com hoặc a@hotmail.com, bạn sẽ lựa chọn đăng nhập bằng Microsoft Mail. Trong trường hợp nếu xảy ra lỗi dẫn đến đăng nhập bằng SSO không thành công, bạn sẽ chuyển sang đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. Thông tin username và password đã được gửi trong email thông báo khởi tạo FAID thành công. Sau khi đã đăng nhập thành công, bạn sẽ nhìn thấy giao diện chính của hệ thống book phòng. Bước 2. Thao tác đặt phòng. Hiện nay, ký túc xá đang có các loại phòng như sau. Bạn vui lòng nhấn vào Booking Bag. Tại đây, bạn sẽ được lựa chọn loại phòng ở phù hợp với nhu cầu. Đầu tiên là lựa chọn loại phòng tương ứng với số tiền. Tiếp đến là chọn dorm, chọn tầng, chọn phòng và cuối cùng là lựa chọn giường mà mình mong muốn. Sau khi lựa chọn, bạn sẽ kiểm tra thông tin lại một lần nữa, đọc kỹ nội quy ký túc xá và xác nhận đồng ý. Bước 3. Tiến hành thanh toán. Ngay sau thao tác đặt phòng, trong lần đầu đặt phòng, bạn sẽ nhấn vào Booking with DNC. Lúc này, hệ thống sẽ sinh ra một mã QR, đồng thời giữ đăng ký cho bạn trong vòng 10 phút. Trong khoảng thời gian 10 phút này, bạn sẽ cần tiến hành thanh toán bằng cách sử dụng app mobile banking từ bất kỳ ngân hàng nào mà bạn đang sử dụng để quét mã QR đã được tạo ra. Bạn cũng có thể gửi mã QR này cho người thân nếu bạn không muốn trực tiếp thanh toán. Hệ thống sẽ có thông báo đăng ký thành công sau khi bạn hoàn thành bước 3. Lưu ý, nếu việc thanh toán được tiến hành sau 10 phút, bạn sẽ nhận được thông báo như trên màn hình. Đồng thời đăng ký sẽ bị hủy và khoản tiền bạn đã nạp sẽ được cộng vào tài khoản FAP. Khi đó, bạn sẽ cần lặp lại thao tác đăng ký bước 2, nhưng sẽ có sự khác biệt trong bước 3, đó là thay vì nhấn Booking with DNC, bạn sẽ nhấn vào Booking with FAP để hoàn tất thủ tục đăng ký của mình. Sau khi thao tác đặt phòng thành công, hệ thống sẽ có email xác nhận gửi đến bạn. Bên cạnh đó, hệ thống OCD còn có các tính năng khác như xem thông báo, đăng ký vé gửi xe tháng, tra cứu mức điện nước sử dụng, lịch sử giao dịch, lịch sử lưu trú, gửi các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến dịch vụ ký túc xá. Cảm ơn các bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ. Chúc các bạn có một hành trình trải nghiệm đáng nhớ tại trường Đại học FPT.